Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading nhé. Hôm nay là cái phiên ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Buổi sáng thì đánh giá theo view thị trường vàng và một số các cái sản phẩm khác nữa cho mọi người có cái kế hoạch trading trong ngày nhé. Và cũng xin rất chúc mừng tất cả các quý vị anh chị nào ngày hôm qua theo các cái chiến lược kèo vàng hay là các cái kèo như liên quan đến đồng yên ngày hôm qua nha có chiến lược cực kỳ tốt nữa và hôm qua là cũng buổi thực chiến hôm qua thành công đúng không ạ kể cả buổi sáng đến buổi chiều à, bây giờ thì tin tức của ngày hôm nay á thì mọi người sẽ lưu ý cho chat là có một cái bản tin màu đỏ mà tác động lên cái đồng bảng ấy đây này. Đây là bài phát biểu đầu tiên của thống đốc ngân hàng BOE trong cái năm 2024 này, trong cái tháng 1 này. Đây một bài phát biểu khá là mạnh mẽ đấy mọi người. Cho nên các nào là bạn nào mà có giao dịch đối với cặp bảng Anh ấy, ví dụ như là bảng Anh USD hay là G nữa chẳng hạn hôm nay thì lưu ý cái tin này cho chat nha. À, nó diễn ra vào buổi tối phiên Mỹ Còn đối với cái đồng đô la Mỹ thì ngày hôm nay các bạn giao dịch thuần kỹ thuật Nhưng có một điều duy nhất mà để nhắc trước cho mọi người đó là vào phiên Mỹ Thì có thể là nó sẽ có sự biến động mạnh hơn Và tâm lý thị trường ngày hôm nay có thể chạy trước cái kỳ tin CPI ngày mai à, Trước cái kỳ tin về cái chỉ số CPI ngày mai Do đó là mọi người có giao dịch ngày hôm nay thì thận trọng cho Richard nha Những cái nhận định của Richard trong cái video tuần thì Nó vẫn đang đi theo một cái chiều hướng là rất là sát và rất nhiều cặp tiền nó đang đúng nữa, à, cho nên là mọi người cứ bám sát cái kế hoạch cái thôi và chủ động quản trị vốn nhá. Bây giờ thì quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật đi. À, tuần hôm nay thì chúng ta có cái tin bảng là tin mạnh nhất thôi. Còn lại là tin về đồng đô la Mỹ thì đi chat cũng cảnh báo rồi. Bây giờ quay trở lại cái biểu đồ phân tích kỹ thuật tuần nào. À, đối với lại cái biểu đồ vàng vẫn là cái sản phẩm chân ái nhất mà Richard cùng với mọi người ngày nào cũng thực chiến đúng không? Và chúng ta cũng theo. Ở đây thì trên khung giờ H4 và khung D tức là cái khung giờ cao hơn đấy thì mọi người thấy là hôm qua thì đi chắc có phân tích cho mọi người một cái vùng giá NG khá là đẹp mà, của vàng đúng không ạ? Và kỳ vọng nó sẽ giảm tiếp tục vào ngày hôm qua thì cái mục tiêu sâu nhất đấy mà đi chắc thấy là buổi tối buổi đêm ngày hôm qua bắt đầu nó sập xuống là cái ngưỡng 2026. Đó và một cái chiến lược của đi chat bán cho mọi người cuối ngày đó là gì? Bán trong cái biên độ vùng 36.5 cho đến đó là 39 và TP về gì ạ? về cái ngưỡng 2021.5 cái ngưỡng này đang chưa TP đâu nhưng mà chúng ta có hơn 100 pip rất là tuyệt vời rồi các bạn nào mà hôm qua có cờ lâu trước là lệnh hoặc là quản trị vốn thì nhớ dịch SL về entry nhá Nói chung là target đây là quá ok rồi chưa kể là những cái chiến lược buổi chiều và buổi sáng ngày hôm qua chúng ta đánh thực chiến nữa đúng không nó sideways và ăn đủ luôn Bây giờ ấy, thì cái biểu đồ của chúng ta trong ngày hôm qua đóng cửa lại là một cái cây nến Shooting Star. Đây là một cái cấu trúc giảm tiếp diễn các bạn nhé. Thì với cấu trúc này thì ngày hôm nay khả năng tiếp theo là vàng nó sẽ giảm và thậm chí là test lại cái khu vực 15-17 hoặc phá vỡ luôn. Tức là tin tức của thị trường thì ngày mai nó mới có tin mạnh tác động lên đồng đô. Nhưng mà với cái hành vi tâm lý thị trường thì hoàn toàn có thể chạy trước tin các bạn nhé thì mà rủi ro rất là cao và cái cấu trúc trên khung tuần với khung ngày thì cái biên độ ngày trong tuần này ngay phiên thứ hai nó đã giảm xuống chạm với biên độ ngày rồi đúng không ạ và cái biên độ đỉnh thì nó chưa có quay lên tuy nhiên cái cấu trúc này ấy, mọi người thấy là sau khi mà nó giảm và nó điều chỉnh và nó tạo ra được những cái cấu trúc giảm tiếp diễn như này rồi thì chúng ta ưu tiên tiếp tục là bán xuống và với cái nhận định của Richard trong cái video tuần đó là khả năng rất cao là tin về chỉ số PCPI nó là một cái tin tốt lạm phát sớm quay trở lại nếu như vậy thì đồng nghĩa việc là có thể đồng đô la Mỹ nó sẽ tăng trưởng trở lại và vàng nó chịu áp lực và giảm giá tiếp trong cái cấu trúc và giảm điều chỉnh này. Thậm chí là điều chỉnh rất sâu luôn á. À, ngay trong các cái ảnh tham bài của đầu năm mới thì chắc cũng đã phân tích cho mọi người là vàng nó sẽ rơi vào cái nhịp giảm đúng không ạ? Và nó giảm từ cái biên độ vùng 86 đến 90. Đấy là một cái vùng giá mà đấy chắc đã cho mọi người bán trung hạn rồi. Bây giờ view xuống khung giờ thấp hơn nha. Nào quay xuống khung giờ thấp hơn <laughs> à, Xuống khung 1 giờ Thì mọi người đã thấy là nó đang tạo đáy Quanh cái mốc vùng 26, 27 Đây cũng là một cái mục tiêu uh, kỳ vọng Của Richard ngày hôm qua là phiên Âu Nếu mà nó đạt xuống đây thì chúng ta có một cái nhịp mua đúng không Đó à, nó Nếu mà các bạn nào Mà có mua lướt ở vùng hỗ trợ này thì cũng được vài chục pip đấy Và cái chiến lược của chúng ta là bán xuống Và hôm nay thì tiếp tục bán các bạn nha à, Phiên Á ngày hôm nay thì uh, Kế hoạch của Richard là vẫn sẽ quay trở lại uh, Gọi là live stream zoom cùng với mọi người nhé Hôm qua có báo với mọi người là có thể là Sáng nay thì chắc bận sẽ nghỉ ấy, Nhưng mà vẫn có lịch live stream bình thường Tức là trên zoom nhé uh, Scrap Ok với khung giờ H1 Thì đây là một cái cấu trúc tiếp tục quay trở lại giảm Nó đang sideways tại đáy tạo đáy thôi Cho nên là chúng ta vẫn ưu tiên là bán xuống Từ khung H1 còn mục tiêu nó phá vỡ Cái ngưỡng này thì nó sẽ giảm sâu hơn Hôm nay thì chúng ta sẽ buổi sáng phiên Á với phiên Âu Thì sẽ không có chiến lược canh mua đâu nha các bạn lưu ý là như thế à, nó đang sideways thì các bạn sẽ đánh theo cấu trúc sideways rồi khung giờ M5 thì là cái khung giờ mà các bạn có thể là vào tìm kiếm các cái cơ hội mà đánh scalping được và không quan trọng là các bạn ăn hàng trăm hàng nghìn pip nhưng quan trọng nhất là các bạn biến cái số pip mà các bạn ăn được để quy ra tiền thôi còn cái entry và volume như nào thì tùy cách quản trị vốn của mỗi người nhé Ok đây là cái cấu trúc khung M5 nó đang có một cái đường kênh xu hướng này nó phá kênh này thì nó mới test đáy được cho nên các bạn nào khi mà đi chat up cái video này lên ấy, mà nó còn nằm trong cái cấu trúc trong biên độ từ vùng 26 đến vùng 32 thì các bạn giao dịch trong phiên Á nhé. Là đây là một cái biên độ mà các bạn có thể là gì lướt sóng trong phiên Á được. Ok, đây là với cục cấu trúc cậu vàng Trong tuần này thì vàng nó sẽ giảm tiếp và thậm chí là phá qua cái đáy 2015 2017. Hôm nay thì kỳ vọng trước tin nó sẽ retest lại cái khu vực này các bạn thận trọng trong cái quyết định mà khi mà giao dịch với vàng là một cái biên độ khá là lớn bây giờ quay trở sang các cái sản phẩm khác ví dụ như là sản phẩm về dầu bởi vì là buổi đêm ngày hôm qua rồi nhưng mà vẫn nhiều người comment với dầu là, là Richard ơi tiếc quá bởi vì dầu nó quay lại vùng 70 mà không nghe Richard là mua lên với cái quý dầu cái cấu trúc trong cái khu vực vùng tam giác này Richard phân tích đi phân tích lại rồi và rất nhiều các anh chị em trong zoom chúng ta ngày nào cũng tương tác là cơ hội mua nó quay về cái vùng này thì mua đi tiếc cái gì nữa Thời ơi đánh trung hạn mà cứ ngồi cứ ngồi ngắm ngồi nhìn thì không biết chia vốn ra thì nhịn thôi. Hôm qua thì tiếp tục nó lại quay trở lại và nó đang di chuyển trong cái tam giác này kỳ vọng thì uh, của đi chat vẫn là vùng, vùng mục tiêu là trong cái tháng 1 uh, dương này kết thúc cái khoảng tháng một dương này thì uh, nó sẽ có những cái ta tốt hơn cho con dầu nhé. Đây là đánh trung hạn thì các bạn trung hạn nó có thể là từ vài hai ba tuần cho đến là gì hai ba tháng còn lại là dài hạn hơn thì là cấu trúc có thể là nửa năm một hai năm thì cái cấu trúc mà cái khung khi mà chúng ta đánh ở cái khung dài hạn thì hầu hết là các bạn sẽ chỉ phù hợp với lại những người vốn cực lớn và là những người mà không có thời gian để truy thôi giống kiểu là một cái nhà đầu tư giống như kiểu các bạn đầu tư chứng khoán thôi chứ còn từ trung hạn trở lại mà các bạn không đánh được không có kiên nhẫn được thì nó sẽ không phù hợp đâu có lẽ lại quay lại đánh swing rồi hoặc là gọi là số cắt thôi nha yeah. Nên là mình nhắc như thế để mọi người có một cái tư duy đầu tư cho nó hợp lý chứ không lại bây giờ các bạn đánh đầu tư trung hạn nhưng mà cứ muốn là sáng cấy chiều gặt là không có đâu. Bây giờ quay trở sang một số các cái sản phẩm khác nữa đi ngoài dầu ra. Dầu thì các bạn nhớ là mình đã nhắc là đánh trung hạn rồi đúng không ạ? Bây giờ ngoài dầu ra thì những cái sản phẩm đấy ngoại tệ ví dụ như GZ này ngày hôm qua thực chiến đấy các bạn nhớ là cái vùng bán của DZ cho mọi người là trong cái biên độ vùng 183.5 đến là cái điểm thứ entry thứ hai là 183.65 đúng không ạ và chưa kể là cái vòng bay của chúng ta trong buổi thực chiến là cái vùng đáy đúng không cái vùng đáy ngày hôm qua đối với gbp gpi chính là cái ngưỡng gì 183.1 đấy và chúng ta có cái target ở đấy nó rất là đẹp nó quay lại cái vùng 183.5 liên quan đến cái vùng mô hình hai đáy trên khung 30 đúng không ạ còn cái, cái chiến lược bán thì các bạn nào mà cờ lâu theo cái buổi zoom ấy thì có một cái target rất là tốt đây còn các bạn nào mà nuôi thì hôm qua là nó sập cực kỳ sâu đúng không Đối với GJ ngày hôm nay nó đang quay trở lại cái vùng đỉnh hiện tại bây giờ mình đang làm video thì nó đang test lại cái đỉnh của M30 đây này. À, nó có cái kháng cự ở đây tất nhiên là tin tức buổi sáng thì ở đây chat vừa mới view xong rồi nó liên quan đến đồng yên bởi vì hôm qua thì ngân hàng yên ngân hàng gp nó nghỉ hôm nay nó quay trở lại làm việc rồi các bạn thấy là gg nó đang có gì đang có một cái chút test lại cái đỉnh gần nhất và khả năng rất cao là nó tiến lên cái đỉnh này thậm chí là cấu trúc thanh khoản của ngày hôm nay riêng ngày hôm nay đối với GBP GPI các bạn sẽ quan sát nó test lại cái khu vực 184.3 nhá yeah. các bạn mới có thể ăn truy được 184.3 lưu ý cho Richard là cấu trúc uh, quanh cái mốc 184.3 nhé yeah. bây giờ thì không phải là điểm mua còn điểm bán thì các bạn thấy cổ cấu trúc đảo chiều thì hãy bán lướt sóng thôi trong phiên á nhé yeah. GBP GPI á yeah. Rồi à, sang một số sản phẩm khác liên quan đến đồng yên hôm qua thì mình cho mọi người một cái biểu đồ một cái chiến lược của cặp cạc di nữa không ạ? Bán vào nó ở trong cái khu vực là gì? 107.8 đến 108 thì chính là cái cái vùng vá mình cho bán đây này, chính là cái điểm này và sau đó là nó sập rất là đẹp đúng không? TP ngọt ngào luôn rồi. Ngày hôm nay cạc di khi mà dầu nó quay trở lại thì cái đồng CAD nó cũng có cơ hội quay trở lại cho nên là cạc gì hôm nay thì khả năng rất cao là nó bứt phá và nó test đỉnh à, bứt phá và nó test đỉnh các bạn nha cho nên là đối với CAD GP ngày hôm nay các bạn có muốn bán xuống thì phải chờ đủ biên có thể nó có những cái kháng cự này nó vẫn có tác dụng đấy còn ngược lại là canh mua lên cho đi riêng ngày hôm nay nhé yeah. bởi vì giá dầu nó tăng trưởng trở lại thì đồng CAD nó cũng có cơ hội tăng cho nên là đối với các gì thì hôm nay các bạn tìm kiếm cơ hội mua cho về riêng đối với gì lúc nãy thì có cơ hội test đỉnh chúng ta vẫn có cấu trúc bán được nhưng mà đối với các gì thì khác nha không phải là cái cặp nào liên quan đến GPI là đuôi GPI là chúng ta cũng đều bán đâu bởi vì nó có cấu trúc có thể là sẽ có những cái điểm đánh khác nhau đấy rồi ok sang một số các cái sản phẩm khác nữa đi ngoài dầu ra GPI ra ví dụ như CFG hôm qua nó cũng giảm khá là đẹp đúng không và ngày hôm nay các bạn nhìn thấy chỗ đi chat này ở trên cái khung giờ H4, mình sẽ view ra khung giờ H4 cho đến khung giờ cao hơn nhá. Sau khi mà tạo bay lên đỉnh test đỉnh sau đó là nó có một cái xu hướng giảm khá là đẹp quay trở lại các cái ngưỡng thấp nhất là vừa rồi nó test xuống gì 168.8 rồi. Các bạn thấy là ngày ở cái khung 4 giờ ngày hôm qua nó đóng cửa nó có cặp cặp nhấn chìm tăng ở đây. À, và kỳ vọng ngày hôm nay thì cái cặp CSFGP nó quay lại vùng 107. À, 17 2 các bạn nha. 1 2 đó là một cái đỉnh gần nhất thôi. Các bạn có thể quan sát cái ngưỡng này. Đây cũng là một cái biên độ Fibonacci của cái con sóng cái nhịp hồi này, này. Nó có thể quay trở lại xác nhận xu hướng nếu mà nó muốn điều chỉnh giảm. Thì có thể là cái ngưỡng này là một cái ngưỡng Fibonacci 61.8 các bạn nhé. Mình không đo đâu nhưng mà nhìn mắt thì mình cũng có thể là căn cứ ra cái đoạn này là nó rơi vào cái vùng giá đấy. À, không cần đo thì mắt thường rồi cũng thể nhìn ra được cái ngưỡng này. Các bạn nhìn thấy không? đúng 61.8 luôn nhé đó à, thì là cái ngưỡng đấy là một cái ngưỡng quan trọng à, trong cái con sóng hồi thì các bạn có thể tìm kiếm những cơ hội kể cả dù các bạn là scalping cũng được đấy là với CHF CHFGPI nha trọng tâm thì các bạn sẽ lưu ý là những cái sản phẩm chính liên quan đến đồng u ví dụ GU hay EU chẳng hạn hôm nay thì đối với GBP USD này <laughs> các bạn thấy như là cái điểm mà mình đã cho mọi người là canh mua lên đối với bảng anh đúng không? bây giờ thì tiếp cận quay trở lại ngày hôm qua nha là mình cho mọi người một cái chiến lược là Quay, có thể nó quay trở lại cái vùng 26.5 26.7 thì đối với GBP USD ngày hôm nay cái biên độ đấy chính là cái biên độ mà các bạn tìm kiếm mua lên nhưng lưu ý cho Rechat hỗ trợ của cùng H4 chính là nằm trong khu vực 126.2 nó nằm ở cái đáy này này và nó cái cặp bảng anh USD này nó đang vẫn di chuyển theo cái kênh hôm qua thì khi mà đi chat phân tích cho mọi người vào buổi sáng là lưu ý cho mọi người là cái đỉnh này nó có thể giảm trở lại và nó giữ được cái đỉnh này và đúng là nó có giảm đúng không Đấy, các bạn nhớ chưa Hôm qua thì Richard nhớ là trong buổi sáng khi mà phân tích cùng với mọi người và đánh trực chiến ấy, thì có bạn hỏi là GBP có bán được không á? thì Richard có nói là cái test cái đỉnh này mà nó có cấu trúc đảo chiều thì chúng ta bán nó mới hiệu quả. Bởi vì, vì hôm qua bạn đấy bạn ấy bán ở một cái đường kênh rất là à, bán ở một cái điểm rất, rất là gọi là nó chưa được à, có cái sự xác nhận chưa được đẹp. cho nên mình có phân tích là nó chỉ là cái phản ứng gì của cái đường kênh thôi và khả năng chúng ta sẽ có một cái điểm bán ở đâu nhỉ? 1.277 đúng không? Đây, sau đó nó có những, những cái cấu trúc đảo chiều test lên một lần nữa và có cấu trúc đảo chiều ngược lại. Đối với GU ngày hôm nay thì các bạn có thể tìm kiếm những cơ hội bán test kênh nha Bán test kênh, tức là test lại cái khu vực 1.265 hoặc là 1.261 đấy. À, sang phiên Âu, các bạn, các bạn lưu ý cho đến chắc có một bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng à, BOE cho nên là lưu ý bám sát cái tin tức này để các bạn trading đối với cặp tiền GBP cho nó hiệu quả nha Ngoài cặp này ra thì với EU nữa, đó là một cái sản phẩm rất là hiền hòa mà rất nhiều người thích. Đúng không? ạ Bởi vì nó chạy khá là lành thôi, biên độ nó không lớn. Cho nên là các bạn có thể là lựa chọn những cái cặp đấy để giao dịch. Nó giờ không không phải là tàu siêu tốc. Đấy, đây. Đối với cái cặp tiền này thì các bạn sẽ view trên khung giờ H4 như chat có một cái vùng hỗ trợ mà đã vẫn phân tích đánh dấu ở đây đây chính là biên độ vùng mua đúng không ạ? Hôm nay nha, cái ngưỡng này các bạn sẽ quan sát cho Richard nó dịp test xuống và đảo chiều ngược lại cái thể có thể là M15 hay M30 các bạn có thể là lướt mua một nhịp hiện tại thì với cái khung giờ H4 nó đang sideway trong biên độ đỉnh là vùng 1.10 đây à, 1.10 và biên độ đáy chính là cái vùng 1.088 các bạn nhé thì các bạn giao dịch xong cái biên này thì Richard nó chưa phá cấu trúc này đâu USD nếu như theo nhận định của Richard mà nó mạnh trở lại và thậm chí là mạnh lại trước cái tin CPI thì có thể nó sẽ phá vỡ luôn cái cấu trúc này và nó hình thành một cái mô hình vai đầu vai trong tương lai khoảng có thể là hết cuối tuần này hoặc tuần sau với cái khung giờ h 4 nhá đấy đấy là với cái sản phẩm là euro usd bây giờ thì sang cái sản phẩm chỉ số hôm qua thì lazad có cho mọi người một cái gọi là cái chiến lược bán với chỉ số đúng không ạ và có phân tích với chỉ số cho mọi người là bởi vì rất nhiều người comment lazad có nói với mọi người là cơ hội bán xuống các bạn thấy chưa à, trên zoom cũng có nói là mọi người là đây, phân bổ và chia vốn ra đây chính là một vùng quan trọng là chúng ta có thể đánh xuống đối với chỉ số đối chat vẫn đang còn lệnh nha hôm qua có bán luôn ngay cái 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 vùng giá này với chỉ số thì ngày hôm nay các bạn view tiếp tục một cơ hội đó là gì canh bán xuống cho đối chat đối với lại chỉ số USD 30 US 30 đó và các bạn nào mà chưa xem cái video ngày hôm qua tại sao đối chat lại cho bán xuống đối với chỉ số thì các bạn có thể xem lại nha Ok chị ạ cái video ngày hôm nay thì có lẽ là mình làm đến đây thôi và tập trung chính cho cái buổi zoom sáng ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì uh, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. kính chúc cả nhà có một ngày trời đỉnh hiệu quả. Các bạn yêu thích kênh thì các bạn nhớ là đăng ký kênh rồi bật nút thông báo và chia sẻ kênh cho đấy chat nhé. sẽ có động lực uh, cho đấy chat để làm thêm những cái video sau có thể là chia sẻ về kiến thức hoặc là uh, có những cái video phân tích hàng ngày cho mọi người định hướng giao dịch nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Các bạn nào mà đăng đang